Rồi chào bà con đi Tính ơi. Dạ con xin kính chào cô bác và các anh chị em. Cảm ơn cô bác và các anh chị em thời gian qua đã ủng hộ con. Hôm nay con có về một số phôi mai để cũng ok, con sẽ liệt kê từng cây một cho cô bác anh chị em xem ha. Dạ. Rồi, cây số 1. Đầu tiên là cây số 1. Cây này chực lắc nha cô bác. Đế thì số đều 24 giờ luôn. Dạ, phải. Xin phép đo vị trí này ha. Hoành đây là 35 ạ. Rồi, hoành 35. Dạ. Đo cái cũ cho cô bác tham khảo ạ. Cái cũ. Cái cũ nở cho cô bác 51. Rồi. Dạ. Chiều cao tính từ mặt bầu lên tới đây là 55. 55. Dạ. Dạ, cây này con xin giao lưu với giá là 3,5 triệu, con bao phí toàn quốc luôn ạ. 3,5 triệu. 3,5 triệu bao phí toàn quốc luôn ạ. Bao phí toàn quốc. Đẹp. Dạ. Rồi. Rồi, đổi thôi. Xuống đây nè. Cái cây này đi. Cây số 2. Cây số 2. Cây số 2 là cây gì đây? Dạ cây số 2 là cây mai vàng đây. Mai vàng. Dạ. Đây. Cây này đế cũng được nha cô bác. Rồi cứ quay chậm đi. Chiều cao khoảng nhiêu có đo chưa? Dạ, dạ. Chiều cao 1,5 thước đúng luôn ạ. Rồi cao thứ rưỡi rồi quay từ từ nhích nhích nhích. Rồi quanh. Dạ, quanh vị trí này là 37. Đây. Rồi quanh 37. Dạ. Quay vòng chậm thôi. Chậm thôi đủ vòng cũng được, không cần quay nhiều vòng. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu với giá là 5,5 triệu, con bao phí toàn quốc của mình. 5,5 triệu bao phí toàn quốc. Dạ đúng rồi. Rồi. Cây số 2. Cây số 2 5,5 triệu. Rồi đổi. Rồi để xích ngoài đi chứ để đằng hồi cái chặt lên sao đi ra đi vô. Đừng có dậy bằng quay thôi, chỗ đó được rồi. Rồi lắp bằng quay xích qua. Lắp bằng quay xích vô chút rồi tính nè. Vô vô trong nè, vô trong này nè. Không vô bên này nè, để ở ngoài đó nó dưới cái cạnh bàn. Rồi. Rồi tiếp theo là cây số 3. Cây số 3. Dạ. Số 3 cây mai vàng luôn nha cô bác. Rồi quay đi. Cây này giá để giá hữu nghị cho cô bác chơi luôn, giá đẹp luôn. Rồi chiều cao bao nhiêu? Dạ cây này chiều cao 1,2 thước. Cao 1,2 thước. Dạ. Rồi. Dạ hoành 27. Dữ đó. Dạ. Rồi cây này con xin giao lưu giá là 1 triệu con bao phí toàn quốc luôn. 1 triệu. 1 triệu bao phí toàn quốc luôn. Tắt này luôn. Rồi. Rồi ok. Dạ. Ok. Cây số 3 giá 1 triệu. Rồi tắt này. Rồi. Cây số 4. Cây số 4. Tắt chuông nè. Cây số 4. Cây này cũng hơi khéo nha cô bác, có chi tự kế bên luôn này. Rồi. Cao chứ đẹp. Dạ. Chiều cao tính từ đây lên đây là 40. 40. Dạ. Đo cái tổng của nó. Tổng của nó là 43. Cũ 43. Cũ 43. Cái thằng này. Dạ. Thằng lớn là 29. Đây. Dạ. Cây này con xin phép giao lưu giá là 1,9 triệu con bao phí toàn quốc luôn ạ. 1,9 triệu. Dạ bao phí toàn quốc luôn. Rồi đổi. Rồi cây số 4 1,9 triệu. Theo đây là cây số 5. Đây cây này để đơm rất là khéo nha cô bác. Rồi ta chiều cao đấy. À, chiều cao là 75. Cao 75. Dạ. Đây đế nôm đều 24 giờ luôn. Cây này sống rất khỏe luôn nha cô bác. Hoành 25. 25. Dạ. Giá là cũng 2,5 triệu luôn, con bao phí toàn quốc luôn ạ.
Rồi, rồi. Cây số 5, 2,5 triệu. Tiếp theo là cây số 6, cây này cây mai chú Thủy nha cô bác. Đây, củ bự đế đặc luôn. Cây này lên mầm phát rất là tốt luôn cô bác. Rồi, dạ. Cây này cây số 6, con chó đây. Chú Thủy. Dạ, chiều cao là 44. Hoành ngay vị trí này là 38. Rồi. Dạ, cây này đế rất là đều. Rồi con xin giao lưu giá là 1 triệu con bao phí toàn quốc luôn ạ. À. Mày chiêu thủy này. Mày chiêu thủy. Bông gì? Bông này bông màu trắng anh ơi. Không mà nó bông dạ trùm gì không? Không này em không rành đó. Không rành nữa. Dạ dạ. Em nhờ anh em đứng chia lại cho em nè. Rồi 1 triệu. Rồi 1 triệu con bao phí toàn quốc. Cây số 6 ạ. Tiếp theo là cây số 7. Cây này. Lên luôn ạ. Rồi, cây này là cây mai vàng nha các cô bác. Rồi chi cành đầy đủ. Dạ chi cành đầy đủ luôn ạ. Đế thì đế đặt luôn. Cây này cây nằm luôn cô bác ơi. À, lại quay chậm cái thân rồi. Rồi. Rồi đâu hoành trước đi. Dạ. Vị trí này là 27 cô bác ơi, bằng thăng 27. Cho nó quay trước. Rồi, dạ, quay vòng đế nè. Đây, đế đặt 24 giờ luôn rồi. Hôm nay nằm luôn nha cô bác. Rồi cao. Dạ, cao 1 thước 3. Cao 1 thước 3 rồi, giá luôn. Dạ, để xin phép cho con vòng đế cho cô bác tham khảo. Vòng đế là 124 nha cô bác. Giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu. 6,5 triệu. Cây này em bao phí toàn quốc luôn nha cô bác. Rồi. Rồi. Xuống bẩn luôn nha. Đi. Đi. Cây số 7, 6,5 triệu. Tiếp theo là cây số 8. Đây, cây số 8, cây này lùng nhưng mà nó nhỏ, có vỏ nha cô bác. Cây số 8. Đế thì đặt hết luôn. Rồi, cũng mai vàng ha. Dạ, mai vàng ạ. Rồi, kéo cái đường chính bầu bao nhiêu? Dạ, 67 ạ. 67. Rồi. Rồi. Hoành thăng 22. Quay qua. Rồi, 22. Dạ. Cao 1 khúc. Đau lo luôn. Cao từ đây tới đây 20 của bác ơi. Rồi quay vòng đế. Rồi. Đây đế thì rất là dữ luôn. Rồi giá luôn. Dạ cây này giá 4 triệu bao phí toàn quốc luôn ạ. Rồi bao phí toàn quốc. Dạ. Rồi. Rồi. Cây số 8 giá 4 triệu. Rồi báo chiều cao cái đi. Mét rưỡi không? 1,5 mét anh ơi. Rồi, quay đi. Cái này nước xù hết nha cô bác. Rồi quay nhầm xù quá. Chậm thôi. Rồi báo hoành. Dạ hoành là 36. Rồi tôi quay chút nữa đi rồi báo giá. Rồi đế thì đặt 24 giờ luôn. Để con đo thành thạo cái đế cho cô bác. Hết thước luôn cô bác ơi. Rồi nôm coi nhiêu rồi. Dạ đây 27 à. Rồi quay vòng nữa đi. Rồi cây này cũng nằm luôn nha cô bác. Cây số 9 này giá 13 triệu bao phí toàn quốc luôn ạ.
13 triệu bao phí toàn quốc cây số 9. Rồi, nhắc số điện thoại luôn. Dạ, số điện thoại của con là 0799 777 775. Con ở thị trấn 1000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Rồi, số điện thoại của Tính mình có để trên màn hình luôn nha quý vị. Rồi, cây số 9. Dạ, con xin hết ạ. Cảm ơn cô chú và các anh chị em đã ủng hộ cho con ạ. Con xin chào. Rồi, mến chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại vào những clip sau. Chân thành cảm ơn đã đăng ký kênh theo dõi ủng hộ. Mến chào tạm biệt.